Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều tối thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2022, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm nay là một ngày rất buồn cho cựu tổng thống Donald Trump và là một ngày rất vui cho đài CNN Quý khán thính giả cũng đã biết vào ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022, cựu tổng thống Donald Trump kiện Đài CNN ra tòa và xin bồi thường 475 triệu Mỹ kim vì cho rằng Đài CNN đăng nhiều tin tức không trung thực về ông ấy và tổng thống Donald Trump nói rằng ông bị đài CNN bìa truyền vu khống là mất danh dự nên ông xin bồi thường 475 triệu Mỹ Kim. Chuyện đó còn nóng hổi nên đài CNN cũng rất là bực mình. Chuyện đó còn nóng hổi đài CNN không hài lòng về việc nguyên tổng thống Donald Trump kiện đài CNN. Nhân vào ngày thứ năm 13 tháng 10 năm 2022, tất cả các thành viên trong Ủy ban điều tra tấn công vào Quốc hội 6 tháng 1 năm 2021, bỏ phiếu quyết định yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump phải ra trước Ủy ban để Ủy ban chất vấn ông, thì đại CNN vui mừng vô cùng họ cho rằng cựu tổng thống donald trump đang đối diện với một sự kiện rất hiếm có và chưa bao giờ có trong quá khứ lịch sử của nước mỹ đó là một vị cựu tổng thống phải ra trước quốc hội để điều trần về những hành vi mà có thể là hình sự và có thể bị bắt bỏ tù nên đài cnn đưa lại những hình ảnh mà trước ngày tấn công vào quốc hội 6 tháng 1 cũng như là ngay lúc khi mà xảy ra để nói rằng cựu tổng thống Donald Trump là kẻ chủ mưu trong việc tấn công vào quốc hội 6 tháng 1 năm 2021 để rồi họ trích lời và nhấn mạnh lời dân biểu liên bang Benny Thompson của Mississippi đang là chủ tịch của ủy ban đó là cựu tổng thống Donald Trump đã là một sự nguy hiểm cho nền dân chủ của Mỹ trong quá khứ nhưng ông vẫn đang là một sự nguy hiểm cho xã hội Mỹ khi có những dư luận ông ấy sẽ ra tranh cử chức tổng thống cho năm 2024. Và dân biểu liên bang Liz Cheney của Wyoming thuộc đảng Cộng Hòa, nhưng bà đã thất cử trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa rồi, nên bà làm hết nhiệm kỳ thì bà không còn là dân biểu liên bang nữa. Bà là thành viên của Ủy ban tấn công vào quốc hội là do bà có khuynh hướng chống đối cựu tổng thống donald trump từ lâu rồi thì bà tiếp lời ông dân biểu liên bang benny thompson đó là chúng tôi cần phải nói rõ lương tâm của chúng tôi chúng tôi cần phải biết sự thật khi mà yêu cầu ông ấy tức là cựu tổng thống Donald Trump ra điều trần trước ủy ban để có những câu trả lời cho những vấn đề chúng tôi nêu lên. Chúng tôi cần biết sự thật cũng như tất cả các công dân của Mỹ cần biết sự thật để mà hành động cho đúng. Đó là phát biểu của bà Liz Cheney và đài CNN trích lời lại và nhấn mạnh thêm đó thấy chưa? Đây là lưỡng đảng, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đều thấy ông cựu Tổng thống Donald Trump là một sự nguy hại, là một mối đe dọa cho nền dân chủ của nước Mỹ. Chứ chẳng phải gì riêng đài CNN cả. Đây là một cách gián tiếp mà đài CNN muốn nói. Đó là những gì mà ông Donald Trump, ông kiện chúng tôi, đài CNN đâu có giá trị gì. Những vị dân biểu liên bang, ủy ban điều tra tấn công vào tòa quốc hội của Mỹ. Còn nghĩ như thế thì hút chi đài CNN. À. Rồi hôm nay, cựu tổng thống Donald Trump cũng còn bị xui một chút xíu. Đó là về vụ mà FBI vào lục soát Chính thự riêng của ông ấy ở tại Marligo, Florida. Thì lúc đầu thẩm phán Cannon là một thẩm phán đảng Cộng Hòa do chính cựu tổng thống Donald Trump chỉ định một thời gian ngắn trước khi mà ông hết hàng. Thì thẩm phán Cannon đã chuẩn nhận chỉ định một special master tức là một người uh, xem xét hồ sơ độc lập là cựu thẩm phán Deary để xem xét các hồ sơ mà FBI đã lục soát ở biệt thự tư của Tổng thống Donald Trump có làm có đúng hay không. Và Bộ Tư pháp của Mỹ dưới thời ông Merrick Garland làm như vậy có hợp hiến hay không. Quyết định của thẩm phán Cannon đã được bên phía của đảng cộng hòa hoan nghênh vô cùng nhưng sau đó bộ tư pháp kháng án lên tòa phúc thẩm thì tòa phúc thẩm ở khu vực washington dc ba người xem xét phán quyết của nữ thẩm phán cannon thì họ hủy quyết định của thẩm phán cannon trong ba vị thẩm phán ngồi ở tòa phúc thẩm thì có hai vị là do cựu tổng thống donald trump chỉ định nên đài CNN vui lắm nói rằng đó thấy chưa? Những người mà chính cựu tổng thống Donald Trump chỉ định ngồi ghế thẩm phán cũng không có hài lòng nên họ mới có quyết định như vậy. Rồi cựu tổng thống Donald Trump kháng án lên tòa tối cao pháp viện thì cũng chính hôm thứ Năm ngày 13 tháng 10 năm 2022. Tối cao pháp viện không nhận hồ sơ kháng án của cựu tổng thống Donald Trump. Mà quý khán thính giả cũng đã nhớ ba vị thẩm phán ở tại Tối cao Pháp viện do chính cựu tổng thống Donald Trump đề cử gồm có nữ thẩm phán Amy Coney Barrett, thẩm phán Brett Kavanaugh và thẩm phán Neil Gorsuch. Ba vị thẩm phán khá trẻ và bảo thủ đã không có một lời nào nói tại sao không nhận hồ sơ kháng án của cựu tổng thống Donald Trump. Như vậy, phán quyết cuối cùng tức là Bộ Tư pháp và FBI có quyền xem tất cả các hồ sơ mà họ đã lục soát ở tại nhà tư cựu tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago thì đài cnn lại nói rõ ràng chứ, ba vì thẩm phán mà do chính cựu tổng thống donald trump đề cử và chuẩn nhận cũng không có thể giúp và can thiệp được, thì cho thấy ngày tàn của cựu tổng thống donald trump tới nơi rồi. thưa quý khán thính giả, đó là sự vui mừng đài CNN và đây cũng là một nỗi lo âu của cựu tổng thống Donald trump nhưng tôi thì có một đôi chút góc nhìn khác góc nhìn của tôi về ủy ban điều tra tấn công vào quốc hội 6 tháng 1 năm 2021 là không có khách quan chút nào hết trong đó có 7 vị là của đảng dân chủ rồi mà đảng dân chủ thì ghét cay ghét đắng cựu tổng thống donald trump và hồ sơ christopher steele còn đang là một điều nổi cộm lên cho thấy christopher steele không dám nhận hồ sơ đó để mà collaborate tức là làm cho nó có một cái sự liên đới chặt chẽ mà FBI đề nghị cả một triệu đô la làm sao cho các dữ kiện ăn khớp thì Christopher Steele không dám nhận lời cho thấy hồ sơ đó cứ thường là do ủy ban tranh cử của bà Hillary Clinton giả mạo rồi giao cho công ty Fusion ở tại khu vực Washington DC rồi thổi phòng lên để làm mất uy tín cựu tổng thống Donald Trump. Trước đây họ chối bãi bãi, nhưng bây giờ thì đã lộ ra. Để rồi FBI và các thành viên trong Bộ Tư pháp đã nộp đơn lên trên tòa án đặc biệt xin một cái chát tòa, rồi thành lập ủy ban điều tra độc lập về cuộc bầu cử năm 2016, cáo buộc cựu tổng thống Donald Trump có liên đới với nước Nga và còn cáo buộc nghiêm trọng hơn nữa là đã nhờ Nga giúp cho thắng cử hoặc là làm tình báo cho Nga vi phạm The Espionage Act 1917 là đạo luật tình báo năm 1917. Và quý khán giả cũng còn nhớ vụ mà FBI vào nhà riêng của cựu tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago -E thì cũng nói rằng có những hồ sơ liên quan đến vấn đề tình báo với nước Nga vi phạm đạo luật tình báo năm 1917. Hình như có gì đó liên đới với nhau trong vụ này. Nên tôi cho rằng Ủy ban điều tra tấn công vào quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021 cũng là một dạng y chang như là công tố viên đặc biệt Robert Mueller trong năm 2017 vậy. Chả khác nhau chút nào cả. Và ủy ban này thì gồm có 7 đảng viên dân chủ như tôi vừa mới nói là ghét cay ghét đắng cựu tổng thống Donald Trump sẵn sàng lấy những gì đó mà họ chỉ nghe là dư luận thôi thì cũng cho như là một dữ kiện. Quy định thường thường của một ủy ban được thành lập ở tại quốc hội thì đảng đa số được 7 ghế, đảng thiểu số được 6 ghế là thành 13 ghế. Nhưng mà không ai trong đảng Cộng Hòa dám nhận ngồi vào ủy ban này nên cuối cùng đảng Dân Chủ đã tuyển chọn được hai người đảng Cộng Hòa. Đó là bà Liz Cheney, là con gái ruột của cựu phó tổng thống Dick Cheney, là người đi ngược lại với đảng Cộng Hòa ở tại Wyoming. Và bà đã thất cử trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa rồi, nghĩa là cuối năm nay bà hết hạn thì bà thù cây thù đắng cựu tổng thống Donald Trump. Bà thất cử cũng chỉ vì bà kiếm chuyện với cựu tổng thống Donald Trump, cựu tổng thống Donald Trump vận động ủng hộ. Người cạnh tranh là bà Page, thì bà Page đã thắng bà Liz Cheney một cách rất dễ dàng. Cho thấy khuynh hướng của đảng Cộng Hòa vẫn còn ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Và người thứ hai là dân biểu Adam Kissinger ở tại Illinois. Ông này sinh năm 1978. Năm nay ông đã được 44 tuổi. Ông được bầu vào Hạ viện từ năm 2011. Ông là một tương lai của đảng Cộng Hòa. Nhưng sau cuộc bầu cử năm 2020, ông lên tiếng phản đối chống lại cựu tổng thống Donald Trump. Và cũng chính vì như vậy, các đảng viên Cộng Hòa ở tại nơi ông sinh sống không hài lòng về ông, thì ông đã tuyên bố không ra tái tranh cử nữa. Và như vậy, cũng cuối năm nay, ông không còn là dân biểu liên bang nữa. Nên ông Adam Kissinger, những gì mà ông nói bây giờ thì nó không còn có uy tín với đảng Cộng Hòa. Dẫu vậy, tiếng nói của ông là tiếng nói cần thiết cho đảng Dân Chủ, nên họ đã vận động ông vào được trong Ủy ban Tấn công vào Quốc hội 6 tháng 1 năm 2021 thì nữ dân biểu Nancy Pelosi, chủ tịch của Quốc hội vui mừng. Và như thế họ nói rằng là Ủy ban tấn công vào quốc hội hôm qua ngày thứ năm đã bỏ phiếu 100% unanimously là triệu tập cựu tổng thống Donald Trump đến điều trần ở tại quốc hội. Thì đại CNN vui mừng vô cùng trích dẫn lời của hai vị dân biểu liên bang đảng Cộng Hòa. Thì tôi đã nói rồi, trích dẫn và nhấn mạnh. Nhưng thưa quý khán thính giả, như tôi vừa mới nói ở trên, tôi có góc nhìn khác. Vì sao? Vì dầu hôm qua, 13 tháng 10, tất cả các thành viên trong ủy ban bỏ phiếu yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump đến điều trần. Thì hôm nay, ngày thứ Sáu, 14 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump phản ứng dữ dội và Tổng thống Donald Trump cho rằng ủy ban không có khách quan. Ông cũng lên án hai thành viên của đảng Cộng Hòa là dân biểu liên bang Liz Cheney và Adam Kissinger là những người phản bội đảng Cộng Hòa. Với sự phản ứng đó thì tôi dự trù cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không ra điều trần trước ủy ban và ông sẽ đưa chuyện này ra tòa án. Và khi ông đưa chuyện này ra tòa án, thì thủ tục tòa án kéo dài ít nhất cũng khoảng chừng 6-7 tháng hay là một năm trời. Thì khi ấy cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã xong. Quyền hạn của Ủy ban chỉ còn có vài tháng nữa à. Và có thể đảng Cộng Hòa thắng thế lại trở thành đa số ở Hạ viện thì chức chủ tịch Quốc hội của bà Nancy Pelosi cũng bay luôn. Và chức chủ tịch Quốc hội sẽ vào tay Đảng Cộng hòa, ông Kevin McCarthy thì cơ chế ủy ban điều tra tấn công Quốc hội 6 tháng 1 cũng sẽ không còn. Mà không còn thì việc mà hôm qua Họ bỏ phiếu để ra trắc tòa yêu cầu cựu tổng thống Donald Trump đến điều trần thì chả có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà tại sao ủy ban điều tra tấn công vào quốc hội 6 tháng 1 vẫn làm chuyện đó? Vì đây là một hy vọng của đảng Dân Chủ. Một lần nữa giấy lên những suy luận không tốt về cựu tổng thống Donald Trump gây ác cảm về cựu tổng thống donald trump làm cho quần chúng xa rời cựu tổng thống donald trump và những vị đang tranh cử vào quốc hội giữa nhiệm kỳ e ngại không dám gần cựu tổng thống donald trump mục tiêu của ủy ban là giúp cho các đảng viên dân chủ thắng cử giữa nhiệm kỳ này hơn là việc mà nói như bà Liz Cheney là tìm ra sự thật để cho người dân quyết định. Có nhiều sự thật mà Đảng dân chủ giấu giếm như vụ con trai của tổng thống Joe Biden bây giờ là Hunter Biden đã làm ăn những chuyện gì đó đằng sau ở bên phía Ukraine thì cũng trong mấy ngày qua lộ tin ra hết Chính ông Bobuliski đã tiết lộ ra những sự gian dối của Hunter Biden và FBI đã tìm bằng mọi cách che giấu những chuyện đó, rồi hù dọa. Những cơ quan truyền thông không được tiết lộ trước ngày bầu cử để làm sao giúp cho ông Joe Biden thắng cử. Thì thử hỏi bà Liz Cheney, đảng viên Cộng Hòa đó, đó có phải là sự thật mà bà không dám điều tra hay không? cho nên việc mà bà Liz Cheney nói rằng là cần phải biết sự thật để người dân có quyết định đúng đắn thì bà có bao giờ nói rằng là việc ông Hunter Biden là cần phải được tiết lộ công khai và đúng đắn để cho người dân có sự lựa chọn không thưa quý khán giả nên đó là góc nhìn của tôi Chuyện mà đài CNN vui mừng thì đó cũng chỉ là thể hiện một góc cạnh mà họ hy vọng tạm thời là các đảng viên Cộng Hòa không được thắng cử nhiều trong nhiệm kỳ giữa mùa này mà thôi. Không có gì hơn cả. Còn việc mà hồ sơ của cựu Tổng thống Donald Trump ở tại mar thì chúng ta cứ xem thử. Cựu Tổng thống Donald Trump đã vi phạm gì mà Bộ Tư pháp yêu cầu. Đây là một chuyện chưa hề có trong lịch sử và chúng ta đang chứng kiến lịch sử đang hình thành. History in the making là như vậy. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau